Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chủ nhật tuần trước chúng ta cùng về đây cùng với Đức Tân Giám Mục Phụ Tá Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành và chúng ta đã long trọng cử hành thánh lễ tất niên. Và chiều hôm nay, nếu chúng ta đếm theo lịch thời gian và chúng ta thấy đây là ngày Chủ nhật chót trước khi chúng ta cử hành năm mới vào ngày thứ sáu này, thánh lễ đầu năm nhưng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất. Và trong tâm tình của thánh lễ cuối năm và trong niềm vui chung của giáo hội chiều tối hôm nay trước khi bước sang mùa chay vào thứ tư tuần này, tại cộng đoàn giáo xứ thân thương của chúng ta cùng với các em thiếu nhi, cùng với anh Thanh Long và ca đoàn thiếu nhi, và chúng ta cũng cùng với ban giáo lý dự tòng tại giáo xứ của chúng ta, đặc biệt là ban Việt ngữ. Và chiều nay chúng ta cũng cùng với tân cô dâu, với chú rể và dân thánh lễ tạ ơn. Và trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta dành một vài giây phút thinh lặng để chúng ta cảm tạ Chúa, xin lỗi nhau nhân dịp cuối năm và xin Chúa túc lành cho chúng ta bước vào năm mới. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa và là Con Chúa, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trên sách Lê-vi, Chúa phán cùng Môsê và A-a-rôn rằng: nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng loáng, đó là dấu bệnh phong quỷ, phải đem họ đến tư tế A-a-rôn hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông. Vậy, ai mắc bệnh phong quỷ và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong quỷ và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trái. Đó là lời Chúa. Thank you.
thánh Phaolô tông đồ gửi đến hữu Corinto. Anh em thân mến, dạo anh em ăn, dạo anh em uống, dạo anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng nhân Chúa. Anh em đừng nên có cho người Do Thái dân ngoại hãy hỏi thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm như tôi đây. Tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi như tôi đã noi gương Đức Kitô. Đó.